hãy đối đãi tử tế với tất cả sinh mạng. Trừ từ lúc nhỏ, nhà ở nông thôn. Lúc đó ở nông thôn, nhà nhà người người đều nuôi mèo. Trong nhà của Triệu Tường cũng có nuôi một con mèo mẹ. A Tường à, con bưng tô cơm này cho con mèo ăn đi con. Hả? Mẹ ơi, sao mẹ cho con mèo lớn ăn nhiều đến như vậy chứ? Nó sắp sinh mèo con rồi, đương nhiên phải giúp cho nó bồi bổ một chút dinh dưỡng chứ. Được rồi, mau mang cho nó đi con. Ăn cơm đi, ăn cơm nè. Nè, đây là cơm của mày đó. Mấy hôm sau, mèo mẹ sinh ra mèo con. Một lần sinh được 5 chú mèo con. Nhưng lúc đó, mèo con ở nông thôn quá nhiều không ai cần đến. Nên mẹ của Triệu Tường không nhẫn tâm giúp đỡ chúng, mà để tất cả lại nuôi ở trong nhà. Phiền quá đi, phiền chết đi được. Mèo mẹ sao mà sinh ra lắm con mà đáng ghét như vậy chứ. A Tường à, con sao vậy? Mẹ ơi, những chú mèo nhỏ này thật là phiền quá. Mau đem chúng nó cho người ta hết đi. Trong thôn, mỗi nhà đều có nuôi một con mèo rồi, ai mà cần đến chúng nó chứ. Vậy thì đem chúng nó dứt khóm đi cho rồi. Bọn chúng còn quá nhỏ, lúc này mà đem chúng nó dứt đi thì chúng nó sẽ đói chết mất đó con. Như vậy chẳng cách nào là chúng ta giết bọn chúng rồi còn gì. Chúng ta không thể làm như vậy được đâu con. Hả? Trong số đám mèo, có một con mèo mắt kính, có lông trắng, viền hai mắt. Những chú mèo nhỏ này rất là tinh nghịch và còn đến ăn dụng thức ăn của A Tường nữa, làm cho A Tường rất là chán ghét bọn chúng và luôn muốn tìm cách để trừng trị bọn chúng cho ra lẽ. Ây da, tập vở của tôi. Mày con mèo thúi này, xem tập đánh mày nè. A Tường à, gần đây con thi cử vất vả quá, cái này cha đặc biệt làm cho con đó. Wow, là bánh nhân thịt hả? Ngon quá đi. Con ăn bánh nhân thịt rồi thì phải thi đạt thành tích cho giỏi. Nếu thi không đậu, cha sẽ không mua cho con ăn nữa đâu. Cha, lần này con thi môn toán được 100 điểm đó. Phải không đó? Thiệt mà, để con lấy bài thi cho cha xem nha. À, bánh nhân thịt của con. Mày con mèo đáng ghét này, còn đâu bánh nhân thịt của tao. Được rồi, đừng đuổi theo nữa. Lần sau cha lại mua cho con cái khác mà. Con mèo đáng ghét này, tao nhất định phải báo thù. Một ngày nọ, Triệu Tường nhân lúc con mèo mắt kính mãi lo ăn cơm, không chút để ý, cậu ấy liền chộp lấy con mèo. Tao xem lần này mày còn chạy đi đâu được nữa chứ. Lần này mày chạy không thoát đâu. Nếu mày đã nghịch ngợm như vậy thì tao cho mày một ít thuốc ngủ để cho mày yên lặng một chút. Mèo mắt kính sau khi bị cho uống thuốc ngủ, nó có vẻ không được ổn. Nó như bị kích thích, toàn thân lảo đảo, lắc lư giống như người đang say rượu. Nhưng đi không được bao lâu, máu từ trong mũi nó chảy ra như một dòng suối, sau đó đầu nó gục liền xuống đất. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thảm rồi, nó chết rồi hả? Nếu để ba mẹ biết nhất định sẽ mắng và đánh mình chết cho coi. Không được, mình phải mau đem nó dứt đi mới được. Thật rất nhanh, Triệu Tường vì giết hại mèo con mà nhận lấy báo ứng. Lúc anh ấy vào học trung học, đột nhiên anh ấy bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, có khi mấy ngày liền cũng không ngủ được, vô cùng đau khổ, chỉ có thể nhờ vào thuốc ngủ mới có thể giúp anh ấy đi vào giấc. Tại sao vậy? Tại sao lại không ngủ được chứ? Sao vậy con? Con lại bị mất ngủ hả? Dạ, con rất buồn ngủ, nhưng mà con không thể nào ngủ được, con khó chịu quá mẹ ơi, con không biết phải làm sao. Mẹ nghĩ con lại phải tiếp tục dùng thuốc nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết phải làm sao được nữa. Thuốc ngủ hả? Năm đó, chính con dùng thuốc ngủ để giết hại con mèo mắt kiến đó. Không ngờ hôm nay, bản thân mình cũng phải uống thuốc ngủ nữa.
Chẳng lẽ điều này chính là nhân quả báo ứng mà người già hay nói hay sao mẹ? Nè mọi người có nghe nói gì không? Dương Đồ Tể giết heo ở làng bên cạnh đã gặp tai nạn rồi đó. Ông ta đột nhiên bị con dao mổ heo đâm trúng ngay não bộ mà chết. Tôi cũng có nghe nói ông ấy đã sát sanh quá nhiều cho nên đã gặp quả báo. Đúng vậy, dạng vật trên thế gian này đều có tánh linh cả. Cho nên ngàn dạng lần cũng không nên mặc sức mà làm tổn hại chúng. Sao đột nhiên buồn ngủ như vậy chứ? Vào mùa hè giống gì rất dễ gây buồn ngủ. Nếu em buồn ngủ thì có thể ngồi đây ngủ một chút mà. Ở đây có bóng cây, cũng rất là mát. Không được rồi, em phải đi ngủ một lát mới được. Lúc đó Triệu Tường đang ngủ rất say. Có một con mèo lớn chậm chậm tiến đến gần bên anh. Quanh đôi mắt của con mèo là một vòng tròn màu trắng. Nó chính là con mèo mắt kính đã trưởng thành. Mọi người xem đi kìa, con mèo đó kỳ lạ quá. Đôi mắt của nó có một vòng tròn lông trắng viền xung quanh. Nhìn nó giống như con mèo mắt kính vậy. Đúng vậy, tướng mạo của nó thật là kỳ lạ. Con mèo đeo kính đột nhiên giống như phát điên lên. Nó lao mình về phía Triệu Tường. Nó dùng hàm răng sắc bén và móng vuốt của nó cắn xé lấy quần áo của Triệu Tường, không muốn buông ra. Cứu tôi với, cứu tôi với, mau cứu tôi. Mau, mau đến giúp một tay đi. Hả? Đúng vậy, chúng ta mau đến giúp cậu ấy đi. Ây da, đau quá, đau chết được. Trời ơi, một con mèo sao mà ghê gớm như vậy được chứ? Đột nhiên, sao lại làm người ta bị thương nặng như vậy? Nhanh lên, mau đưa Triệu Tường đến bệnh viện ngay đi. Đúng đó, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Triệu Tường sau khi được đưa đến bệnh viện, nghỉ ngơi một tháng mới có thể bình phục. Từ đó về sau, anh ấy không dám đối đãi ác nghiệt với con mèo nào nữa và cũng không dám đối đãi ác độc với những động vật khác. À, Tường à, con thấy thế nào rồi? Vết thương đỡ hơn chưa con? Con đã khỏe rồi. Không ngờ là con mèo đó đột nhiên có thể cắn con bị thương nặng đến như vậy đó mẹ. Để xem lần sau con có còn dám đối đãi ác nghiệt với con mèo nào nữa hay không. Không dám đâu, không dám đâu. À Tường à, con phải nhớ lấy bài học lần này nha. Tổn hại động vật đều là phạm tội, vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Con làm tổn hại sinh mạng của người khác thì cuối cùng những nỗi thống khổ đó đều sẽ quay lại để giáng xuống chính thân thể của con. Dạ, con không dám làm tổn hại chúng nữa đâu. Now